Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón xem bản tin thời tiết Hà Nội ngày 28 tháng 11 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, nằm sâu trong khối khí lạnh khô, thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 24 giờ qua phổ biến ít mây, ngày nắng, đêm không mưa với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm qua, phổ biến ở vào mức nhiệt trên 24 độ. Vào ban đêm thì nhiệt độ giảm thấp, phổ biến từ 13 đến 14 độ, trời rét sâu. Trong ngày hôm nay thì cường độ khối không khí lạnh được duy trì ổn định. Trường gió phân kỳ khô trên độ cao 3.000 đến 5.000 mét thì vẫn còn duy trì, nên tình trạng ít mây thì vẫn tiếp tục duy trì. Ban ngày thì có nắng nhiều nên nền nhiệt vào thời điểm ban trưa và đầu giờ chiều ngày thì sẽ tăng nhanh lên mức nhiệt là 24 đến 25 độ, cảm giác ấm hơn. Tuy nhiên do độ ẩm trong không khí vào thời điểm này hạ thấp nên cảm giác khá khô hanh. Khi lưu thông trên đường vào thời điểm này, ngoài việc giữ ấm, quý vị và các bạn cũng cần phải trang bị các vật dụng tránh nắng cũng như là dưỡng ẩm cho làn da của mình để tránh tình trạng khô nẻ. Đến đêm nay, gió trên mực 1.500m thì có xu hướng sẽ quay dần sang hướng đông, nên mây thì có xu hướng dày hơn một chút so với đêm qua. Nhiệt độ về đêm thì sẽ nhích nhẹ lên, tuy nhiên thì mức nhiệt độ tăng nhiệt không quá đáng kể. Thấp nhất đêm nay vẫn ở vào mức từ 13 đến 16 độ. Như vậy, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vẫn khá lớn. Quý vị và các bạn cũng lưu ý là bảo vệ sức khỏe của mình. Dự báo sang đến ngày mai thì có một khối không khí lạnh sẽ được tăng cường bổ sung thêm xuống miền Bắc. Do có sự tăng cường này mà tại khu vực thủ đô Hà Nội thì tiếp tục duy trì tình trạng thời tiết khô ráo và ban ngày thì trời nắng sớm và kéo dài cả ngày. Ban đêm nhiệt độ sẽ giảm thấp và sẽ giảm hơn so với ngày hôm nay. Trời sẽ tiếp tục rét sâu về thời điểm đêm và sáng. Và trong tiết trời như hiện nay thì sẽ tạo điều kiện cho người dân thủ đô và du khách tham quan đến với hội chợ vàng khuyến mại là một trong những sự kiện nổi bật trong tháng khuyến mại Hà Nội năm 2016 đã diễn ra tại Cung thể thao Quần Ngựa, phố Văn Cao, quận Ba Đình. Hội chợ đã thu hút 170 doanh nghiệp tham gia với gần 300 gian hàng và hơn 50.000 sản phẩm thời trang, dệt may, điện máy, điện tử viễn thông, đồ gia dụng, nội thất, thực phẩm, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, giảm giá hấp dẫn từ 10 cho đến 50%. Hội chợ được diễn ra từ ngày 25 tháng 11 và kéo dài đến hết ngày mai, ngày 29 tháng 11. Và theo dự báo xa hơn, trong những ngày tới thì trạng thái thời tiết ít mưa và ngày nắng sẽ còn duy trì ổn định trong 1 cho đến 2 ngày tới. Sau đó từ khoảng đêm ngày 1 tháng 12 thì mây có khả năng sẽ nhiều hơn khi mà khối khí lạnh suy yếu và dịch chuyển dần ra phía đông. Nên nhiệt thấp nhất vào ban đêm thì sẽ tăng lên rõ rệt hơn, nhiệt độ ban ngày thì cũng tăng dần. Thưa quý vị và các bạn, vào thời gian này thì nhiệt độ, độ ẩm trong không khí thường thay đổi đột ngột trong một ngày hoặc là giữa nhiều ngày khác nhau. Lúc này cơ thể chưa kịp thay đổi để thích nghi, dễ bị các vi khuẩn có hại tấn công. Sức đề kháng kém thì sẽ dẫn đến các bệnh như là cảm cúm, sốt nhẹ, đau đầu, đau mắt đỏ hoặc là dị ứng. Điều cần thiết nhất lúc này để bảo vệ cho sức khỏe là phải ăn uống đủ chất, không được bỏ bữa. Các bạn nên thêm vào bữa ăn nhiều loại thức ăn đa dạng, tươi ngon, nhiều dưỡng chất, ăn nhiều rau củ quả để bổ sung thêm chất xơ có lợi cho sức khỏe. Ăn hoặc là uống nhiều nước cam, chanh để nạp thêm vitamin C có lợi cho cơ thể để nâng cao sức đề kháng. Một trong những nguyên nhân khiến cho sức khỏe của chúng ta suy yếu trong thời gian này là do không thường xuyên dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Những vật dụng lâu ngày bám bụi và chăn chiếu ít giặt giũ thì đều trực tiếp hoặc là gián tiếp gây hại cho sức khỏe. Chính vì vậy, quý vị và các bạn cần giữ môi trường sống sạch sẽ để nhà cửa phòng ốc thông thoáng, gọn gàng thì sẽ góp phần phòng bệnh hữu ích. Và đến đây, bản tin thời tiết Hà Nội xin được khép lại với những thông tin dự báo cho thủ đô Hà Nội trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Ba Vì, Sơn Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, độ ẩm trung bình từ 68 đến 82%. Khu vực Phúc Thọ, Chương Mỹ, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 84%. Khu vực Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 69 đến 83%. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, độ ẩm trung bình từ 65 đến 78%. Trung tâm thành phố Hà Nội, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 80%.